Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lộc Mobile. Thì hôm nay mình uh, tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em một con game mới, một cổng game mới nha anh em. Thì con này có tên là Tiên Hiệp Tiền Kỳ 5 nha anh em. Thì con này là có cả là Android lẫn iOS luôn. Đấy, một uh, con game gì vai ha. Thì anh em có thể chiến con này nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Open server mới ngày hôm nay luôn, ngày 25 tháng 10 năm 2024 nha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi gọi đến cho mấy anh em những cái thông tin chi tiết của con này để mấy anh em chiến nha anh em. Rồi đây là cái fanpage chính thức của con là Tiên Hiệp Truyền Kỳ 5 nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 6 Quảng Nam vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2024 nha anh em. Đấy, cũng như mình nói lúc đầu ha, con này có cả là lẫn EOS luôn. Thì anh em có thể chiến con này ha. Thì trước tiên anh em sẽ đi tải game nha anh em. Anh em sẽ lên cái trang chủ là thtk.gm4f.net nha anh em. Đây, đây là cái trang chủ ha, anh em có thể lên đây để tải game nha anh em. Thì ở đây nó có EOS nè, Enro, PC nè thì anh em chơi cái nền tảng nào thì anh em có thể link vào mà tải về ha anh em nào cần hỗ trợ thì có thể liên hệ ad cho anh em thì thông tin của ad mình sẽ để trong phần mô tả của video này ha rồi thì con này sẽ free cho mấy anh em là một cái bộ code tân thủ nha anh em thì tí xíu nữa mình sẽ show cho mấy anh em xem và cùng mấy anh em đi nhập cái bộ của đi tân thủ ha thì nhân dịp open server mới có những cái ưu đãi đặc biệt cho anh em nha chỉ từ 100k nè, nhận ngay skin đỏ nè ha. Phiếu mãi khi mấy anh em nạp lần đầu nè, x3 nè ha. À, tăng VIP luôn. Và có quà thích nạp nữa nha anh em. Thì ở đây là tỷ lệ là 100 bằng 30k chuyên bảo nha anh em. Đấy, x3 nha anh em. Anh em cũng có thể chơi cái sự kiện uh, live xe rồi ha. Và những cái sự kiện uh, đua top 7 ngày Open Server nha anh em. Thì ở đây nó có những cái cục móc của đua top á, uh, anh em có thể uh, chơi ha thì anh em đạt được những cái cục mốc này thì anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha anh em để rất nhiều cục mốc cho mấy anh em chinh phục ha thì cái event like xe thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á thì anh em sẽ nhận được một cái phần quà trị giá là 500 k su nha anh em đây rất là ngon nha anh em đừng có bỏ qua cái sự kiện like xe nha anh em rồi thì bây giờ anh em sẽ vào phần quản lý tài khoản của mấy anh em ha thì sau khi mấy anh em đăng nhập vào á thì ở đây là anh em làm sự kiện lái xe thì anh em sẽ có su web ở đây nha anh em à, và cái phần giúp cô đi là anh em sẽ chọn bên cái phần giúp cô đi nữa ha thì trước khi anh em sẽ đi nhập cô đi thì mình nói sơ về cái phần quản lý tài khoản của anh em ha ở trong này nó có những cái hình thức cơ bản để mấy anh em nạp thẻ chơi game nha anh em thì ở đây nó có thể cào là mô là ngân hàng nè ha để mấy anh em bơm lúa vào mà chơi game ha thì sự kiện uh, mới đang phiếu mãi cho mấy anh em là x3 nha anh em thì anh em nạp thì anh em sẽ được đạt được mốc và được những cái ưu đãi của sự kiện open server mới nha anh em anh em sẽ vào phần tích lũy nè thì khi mà mấy anh em đạt được những cái cục mốc ở đây á như ở đây mình đạt được ba cục mốc nè thì anh em có thể nhận quà nha anh em thì anh em sẽ chọn server 6 nha anh em rồi thì mình sẽ nhận hết nha anh em đây là những cái cục móc mà móc nạp nha anh em đây nhận hết ha đấy ở đây thì trạng thái là để đã nhận nha anh em rồi cái phần giúp cô đi thì anh em sẽ chọn uh, giúp cô đi ha thì ở đây anh em thấy uh, cô đi gợi ý cho mấy anh em nè là từ uh, 1 đến 14 nha anh em là có 14 cô đi ha thì anh em có thể uh, săn thêm cô đi nha anh em chơi những cái event ha đây mình sẽ nhập lần lượt tất cả luôn nha anh em Rồi sau khi mình đã nhập tất cả nha anh em thì tí xíu nữa mình sẽ vào game mình nhận ha. Ở đây là phần nạp game nha anh em thì anh em sẽ chọn ở server ha. Anh em sẽ chọn những cái gói nạp ở đây nha anh em để anh em lấy kim bảo nha thì mình sẽ nạp cái gói là 500 k su nè. Đấy, để lấy là x3 ha. Đây. Chuyển xu nha anh em, đã chuyển thành công ha. Rồi bây giờ anh em sẽ vào game nha anh em. Rồi về phần đăng ký tài khoản thì anh em sẽ đăng ký tài khoản ở trong game ha khi đến cái phần đăng nhập này anh em sẽ nhập tài khoản và mật khẩu bất kỳ nha anh em anh em đăng ký tại đây xong anh em đăng nhập luôn ha thì anh em sẽ chọn cái uh, server 6 nha anh em server 6 sẽ chính thức phân ngày hôm nay luôn ngày 25 tháng 10 năm 2024 nha anh em đấy một con game uh, ghi vai có cả Android lẫn iOS đồ quả rất là đẹp nha anh em để anh em có thể chiến con này ha còn tiên hiệp truyền kỳ năm nha anh em Rồi sau khi mấy anh em uh, login vào game xong uh, thì anh em sẽ chọn cái phần thư nè Đây phần bưu kiện ha Thì ở đây là tất cả những cái phần thưởng cô đi tân thủ của mấy anh em ha Và cái phần mình đổi xu uh, nha anh em Đấy thì ở đây mình sẽ nhận tất cả ha rồi anh em mở cái ba lô lên ha thì ở đây nè đây là toàn bộ những cái phần thưởng của mấy anh em nha rất là nhiều luôn đây thì anh em có thể sử dụng ha anh em mở ra nha anh em Đấy, rất là nhiều phần thưởng cho mấy anh em ha. Thì con này đã vượt quá rất là ok nha anh em. Đây. Server chạy rất là mượt mà luôn thì anh em có thể chiến cái server mới của con này nha anh em, server 6 ha. Rồi thì đây là cái mốc nạp của mấy anh em ha. Khi sống mình đã nạp cái mốc là 500k nha anh em. Thì ở đây anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng mốc nạp nha anh em. Đấy rất là ngon nha. Thì anh em chơi cái event like xe này kia anh em nhận thêm xu nha anh em. Và anh em nạp vào game thì anh em sẽ nhận được những cái mốc nạp nha anh em. Thì những phần thưởng và phần quà của cái mốc nạp rất là nhiều luôn nha. Thì anh em đừng có bỏ qua nha anh em. Đấy rất là ngon nha anh em. Rồi con game Tiên Hiệp Tiền Kỳ 5 sẽ chính thức open server 6 ngày hôm nay nha anh em ngày 25 tháng 10 năm 2024 Anh em nhớ vào chơi cho nóng nha Thì à, toàn bộ link của con này cũng đi mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em Cũng như thông tin AD ha Anh em vào phần mô tả của video này mà lấy giúp mình nha Anh em nhớ cho mình một like một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha